Như vậy là công trình xây dựng ở đây đã sắp sửa hoàn thành. Và cái ngân hàng Wachovia và bãi biển Wells Fargo đã sắp sửa hoàn thành rồi hả? Giờ là rất là đẹp. Đây là sau những năm tháng xây dựng, bây giờ cái này tương lai sẽ biến thành trung tâm thương mại. Sẽ sắp sửa thành khu trung tâm thương mại của thành phố Salisbury. Cái cách xây dựng người ta cũng rất là hay, tôi cũng không ngờ, rất là nhanh chóng. Đó. Như vậy là đã gần xong, công trình đã sắp sửa hoàn thành. Ồ, chân thật. Đây là còn cái ngân hàng Wells Fargo thì bây giờ nó đã thay đổi. Trước kia nó là Wachovia, bây giờ nó là Wells Fargo. Wells Fargo. Ngân hàng của Wachovia đã thay đổi. Hôm nay đã biến thành Wells Fargo. Đổi là tên mới. Đó là đường Alexander. Đã xây dựng gần xong. Không có xây như kiểu bên chúng ta hả? Thiết kế của nó, cơ sở hạ tầng nó, từ một khu rừng nguyên sinh bây giờ đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Hello sir, how are you? Hello, hello, hello. Spell, spell, spell. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Chuyến xe đó anh một mình trở lại, vài tay em lời nghẹn ở trên môi. Chiều cao nguyên anh một mình đứng khóc, bên đồi thông sương trắng lạnh khôn cùng. Đồi nỗi đồi qua từng bến khung cửa, bao nhiêu cây rừng là bẫy nỗi nhớ thương. Và âu lo trong mắt buồn rưng lệ, thèm có em tôi cùng ngắm dọc đèo qua. Em ở đó tháng năm về gió lạ, lòng đơn côi vọng mãi chuyện trời xa. Anh cô lữ mang tình mình lặng đặng, từng tuyến đường qua ước ngàn lễ tang bồng. Thèm một buổi mùa xa anh trở lại, tình vẫn nồng trên vầng trán anh yêu. Hai chị mình ta chiều quán lành, nhìn bóng em qua chợt ngậm ngùi. Con sông ấy một dòng thôi chảy mãi,
kịp máy bay về nắng rải ngọt ngào. Đây là cái chiếc trực thăng trong thời chiến tranh, nó vẫn còn nằm ở đây. Hay thật. Chiếc trực thăng nó có từ lâu lắm rồi. Thời chiến tranh nó bên Việt Nam. Còn đây là cái bệnh viện cho những cựu quân nhân của Mỹ trong thời chiến tranh ở Việt Nam. Và sau những năm chinh chiến, họ quay trở về với lại tấm thân nhiều khi có những vết thương lòng và là những cái bệnh mà bây giờ phải điều trị ở đây. Bệnh viện này rất là lớn, mấy tiểu bang của những người nó cũng về đây, mà ở thành phố này đa số là cựu chiến binh Mỹ rất là nhiều, rất là đông. Và âu lo trong mắt buồn rưng lệ, thèm có em tôi cùng ngắm dọc đèo qua. Em ở đó tháng năm về gió lạ, lòng đơn côi vọng mãi chuyện trời xa. Anh cô lữ mang tình mình lặng đặng ghé tới chỗ bà xã Mai đây. Không biết bây giờ bà ai đem cơm cho bà chưa. Từng tuyến đường qua ướt nghẹn lệ tan bồng, thèm một buổi mùa xa anh trở lại. Tình vẫn nồng trên vầng trán anh yêu.